Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt là nơi sản xuất ra phần lớn sản lượng khoai tây Đà Lạt nổi tiếng. Tuy nhiên, từ trước đến nay, nhân dân trong vùng tự để giống khoai tây trong điều kiện bảo quản giống thông thường, cũng như canh tác khoai tây theo thói quen truyền thống, nên chất lượng giống thấp, nhiều sâu bệnh hại. Đến nay, một số nông dân đã được hỗ trợ giống khoai tây nguyên chủng, phân bón cùng với kỹ thuật chăm bón đã thay đổi thói quen canh tác của nông hộ từ tự phát sang việc tuân thủ các quy định chăm sóc của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, nhằm có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình chăm sóc, ưu tiên sử dụng phân bón vi sinh, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Điều này đã đạt được những kết quả tích cực. Và ngày trước là làm là cây giống là coi như là để cũng mua giống về rồi cũng làm mà với cái điều kiện là để giống là cái người dân của mình nó không có bảo quản được. Cái củ giống nó sạch bệnh tên là cái F1, F2, F3 mà nhưng mà vừa rồi là coi như là bên chỗ công ty rau hoa giống này thì coi như là có hỗ trợ cho người nông dân chúng tôi là một số giống để làm cái mô hình thì nó thẳng ra thì so với lại cái giống của người dân của tự phát tự làm á thì không có so sánh với lại cái kho này được, tại vì cái kho này thì coi như là nó quá đạt tiêu chuẩn đi. Một vài năm gần đây á thì cái giống khoai tây chủ yếu của Xuân Thọ là giống VO3 dần dần nó đang bị thoái hóa. Chính vì vậy thì nhờ Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Rau Hoa của Lâm Đồng cũng đã có cái sự đầu tư nghiên cứu xây dựng những cái mô hình sản xuất giống sạch bệnh, thì Hội Nông dân xã Xuân Thọ cũng đã phối hợp với Trung tâm xây dựng những cái mô hình chuẩn, những cái nhóm nông hộ tham gia cái dự án để mà sản xuất ra cái giống khoai tây sạch bệnh nhằm đảm bảo được cái yêu cầu về cái nguồn nguyên liệu giống cho cái vùng sản xuất đặc thù của xã Xuân Thọ hiện nay. Tại địa bàn xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, nhờ sử dụng nguồn giống chất lượng cao và áp dụng quá trình chăm sóc đạt chuẩn, nên sản lượng khoai tây đã tăng hơn 20% so với cách sản xuất thông thường. Chủ động được nguồn giống, nông dân sẽ giảm được khoảng 30% chi phí so với giống nhập khẩu. Đồng thời, chủ động về cơ cấu mùa vụ, tạo điều kiện sản xuất ổn định để gia tăng năng suất và chất lượng khoai tây. Năm nay, trung tâm hỗ trợ giống với cái kỹ thuật chăm sóc thì khoai tây mỗi năm thì mình trồng theo kinh nghiệm thì nó không đạt bằng năm nay. Năng suất thì năm nay tốt. Hội nông dân chúng tôi cũng đã có cái triển khai đến từng hộ nông dân trồng trong cái thời vụ vừa rồi thì đến nay cũng đang được thu hoạch. Thế thì cơ bản nhất thì sau khi nông dân được trồng thì chúng tôi cũng có cái phần theo dõi thì về cái giống của trung tâm ấy thì cũng có cái là nó hạn chế về cái cây chết rủ. Các nông hộ tham gia mô hình khảo nghiệm sản xuất giống khoai tây sạch bệnh, giá thành thấp này được đề án hỗ trợ 100% củ giống và 30% chi phí sản xuất. Trong 3 năm thực hiện, từ 2016 đến 2018, dự án này sẽ xây dựng và chuyển giao 15 mô hình sản xuất củ khoai tây giống nguyên chủng với diện tích khoảng 45 hectare. Năng suất củ đạt trung bình trên 16 tấn một hectare. Bên cạnh đó, xây dựng được 220 hectare mô hình sản xuất củ giống khoai tây xác nhận. Năng suất củ trung bình đạt trên 18 tấn một hectare. Giá thành củ giống thấp hơn khoảng 15% so với nhập khẩu. Ngoài ra, hệ thống sản xuất cây giống khoai tây in vitro đã được Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa nghiên cứu và ứng dụng thành công tại Lâm Đồng và đã chủ động được từ 50 đến 60% củ giống cho sản xuất. Cái điều của chúng tôi quan tâm nhất đấy là về cái chất lượng về cái giống sản xuất ra, nó là phải hoàn toàn là sạch bệnh và phải cung cấp được những cái giống tốt nhất để cho bà con nông dân sản xuất để ra được những cái lô thương phẩm là đạt chất lượng nhất và năng suất cao nhất để đem lại cái thu nhập cho bà con nông dân. Và vì những mục đích đấy thì cũng từ trước đến giờ cũng từ lâu thì Trung tâm Nghiên cứu Rau Hoa đã quan tâm và càng ngày càng mở rộng cái quy mô cũng như là hoàn thiện cái quy trình sản xuất để đưa ra những cái củ giống chất lượng nhất. Việc sản xuất giống khoai tây sạch bệnh, giá thành thấp đã tạo ra phương thức sản xuất mới, có tính liên kết cao giữa doanh nghiệp và người sản xuất. Từ đó, quá trình canh tác khoai tây bền vững. Đồng thời, người sản xuất khoai tây có cơ hội tiếp cận được nguồn giống khoai tây sạch bệnh để phục vụ cho sản xuất khoai tây thương phẩm, sẽ góp phần hạn chế được sâu bệnh hại, giảm được lượng thuốc bảo vệ thực vật, sẽ tăng được hiệu quả sản xuất. Có như vậy, người sản xuất khoai tây Lâm Đồng nói riêng
Việt Nam nói chung mới có thể gắn bó với loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhưng đang gặp không ít thách thức về giá cả và sâu bệnh hại. Mặt khác, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm khoai tây đảm bảo chất lượng mà không bị cạnh tranh bởi những loại khoai tây nhập ngoại khó kiểm soát về chất lượng. Thu hái nấm. Nấm mọc tập trung thành cụm, nên khi nấm đủ lớn cần hái cả cụm. Hái nấm đúng độ tuổi sẽ đạt năng suất chất lượng cao nhất. Tiêu chuẩn là rìa mũ nấm vẫn còn co vào trong sắp dàn phẳng, thịt nấm dày, chắc, mập và non. Khi nấm chuẩn bị phát tán bào tử là thời điểm hái nấm đúng tuổi nhất. Thời gian thu hái nấm từ 40 đến 45 ngày kể từ ngày hái đầu tiên.